Xin chào cả nhà, em là một cái máy quạt Yamazin, ngoại hình thì còn tương đối đẹp thôi nha. Yamazin LMD M30 ha. Đây, điện 100V 42 hoặc 46W ha, hàng xuất Nhật. Con này trâu lắm nha các khách. Có cái cào nè, cào được 20 á. Hình như nãy em đo là 87. Nói chung là 87 á. 80 rồi nè. 87 á. Cánh 30 ha. Đó, không bởi mẻ hết trơn ha. Nguyên zin nguyên bản ha. Rất là bền, như con trâu cài. Bao xài 24 tiếng trên 7 ngày. Xài thoải mái, ghim điện 100V hoặc 110V xài hoài, bao xài. Đó. Cái này là tốc độ quạt, vừa là tốc độ quạt luôn nè. Đó. Tắt vừa là khởi động nè, ha, có lúc này nó khởi động nè. Cái này là tốc độ số 2 nè, số 3 nè. Nó quạt là nó mát, mà nó mát lạnh chứ không phải là mát nóng như cái quạt Việt Nam mình nha. Con này là hẹn bên đây nè, cái lúc này là tương ứng này là hẹn giờ 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng. Cái này là tắt. Cánh là nguyên zin nguyên bản, không bởi không mẻ gì hết nha. Bởi mẻ là nó sẽ quơ lắm. Nó khởi động là số 1 ha. Gió du dương rất là mát. Quên còn chức năng quơ nữa chứ. Bao xài đó. 24 giờ trên 7 giờ 7 ngày. Xài vô tư. Cứ cho mày chạy hoài đi. Hàng Nhật mà lo gì, hàng xuất Nhật, bền như con trâu. Giá thì ok, 400 ngàn ha. Muốn quơ đây nhiều thì bẻ ở đây lại ha. Đó. Con này chắc bền. Rồi, ok nha, quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu dùng quạt thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396480 ha. Dây nguyên zin nguyên bản nha. Rồi, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.